Chào các bạn. Thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cùng nhau làm về cái phần hoán đổi giá trị ha. Nhưng mà đến phần hoán đổi là không sử dụng những thứ ba rồi. Cách thứ hai là nhưng mà thời lượng hơi dài thì hôm nay mình tiếp tục đến với các bạn phần giải thích này. Đây là giải thích rồi. Đây chính là thuật toán đây, các bạn cùng ôn lại xem nhá. Tiếp theo hôm nay mình sẽ cùng với các bạn là đến với phần là hoán đổi hai chuỗi ha. À quên, còn hoán đổi sử dụng toán tử nhân và chia được cơ. Còn có khá nhiều phương pháp nhân và chia. Thì cố gắng mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng đưa ra các phương pháp và cùng các bạn thực hiện hôm nay. Thực ra thì hoán đổi nhân và chia nó cũng tương tự nhân với cái cộng với trừ thôi. Mình vừa thực hiện cùng các bạn luôn nhé. Thì lúc trước nha, cộng và trừ thì chúng ta tiến hành cộng trước đúng không? Như giờ nhân và chia chúng ta thì tiến hành là nhân trước. Đấy. Rồi chúng ta sử dụng cái biến thứ nhất này cứ đi nhân chia đến thứ hai rồi, nó đổi được. Đấy. Ok chưa? À chỉ đơn giản thôi, mình chỉ thay đổi mỗi cái đấy thôi. Đấy chưa? Đây, ví dụ 10 x 20 đúng không? Thì lúc này sẽ bằng nhân 1 sẽ bằng 10 x 20 bằng 200 này. Lúc này sẽ bằng 52 sẽ bằng 200 chia ra 20 đúng không? Bằng 10. Này là 51 đi. 51 này sẽ bằng là 200 chia ra 10 chưa? Đấy. 200 chia 10 được 20. Đấy, ổn chưa? Đấy, toán nó cũng như thế thôi mà. Đấy, các bạn cũng nhìn qua một lượt rồi ôn lại nhá. Mình chạy rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem này nhá. Đây, tương tự. Ô nó có bị nhầm cái gì không nhỉ? À đây. Sorry các bạn. Nhân và chia nhé. Mình nhầm những cái dấu cộng. Sorry. Rồi chưa? Hai số. Giá trị hai số trước khi biến đổi 10, 20, sau khi biến đổi là 20, 10. Ok, chuẩn nhá. Tiếp theo là đến phần hoán đổi giá trị chuỗi. Thì phần này ấy, mình sẽ thực hiện chương trình để hoán đổi hai chuỗi có sẵn như là chuỗi nem 1 và nem 2 đi. Thì việc hoán đổi hai chuỗi nó cũng khá giống với hai số thôi. Tên 1 hay tên 2 gì đó. Chuỗi 1 chuỗi 2 đấy, thì mình tạo thêm một biến tạo mình gán vào được. Mình sẽ lấy định tướng trước nhá. Thì ước 1 ấy sẽ là 1 sẽ là gộp hai chuỗi thành một chuỗi và lưu nó vào một chuỗi. Thứ hai này sử dụng phương thức mà chúng ta đã từng lưu nó vào chuỗi thứ nhất đi. Thứ hai thì sử dụng phương thức xuất trình tách chuỗi dựa vào độ dài của hai chuỗi. Tách chuỗi dựa vào nha. Bước thứ ba là tương tự như trên. Ta sẽ sử dụng tương tự như trên thôi, sử dụng xuất trình để tách chuỗi thứ nhất thôi. Nha. Đấy, mình sẽ lên ý tưởng trước. Đấy, như các bài làm với bạn thôi, với các bạn thôi. Chúng ta không code ngay mà chúng ta sẽ lên ý tưởng trước nhé. Đây, ban đầu thì như các bài tập trước thì chúng ta phải khai báo biến trước ha. Trình biến 1 bằng xin chào thứ hai bằng ok chưa. Mình cũng tương tự, mình phải in ra hai chuỗi trước khi biến đổi. Đây, đấy thì hai chuỗi trước khi biến đổi đi. Rồi tiếp tục gộp hai chuỗi thành một chuỗi, tiếp tục vào á, là gộp hai chuỗi thành một chuỗi đúng không? Thì chính là chuỗi 1 này, chuỗi 3 này, chuỗi 1 cộng với chuỗi 2. Bước 2 thì sử dụng số trừ trên để tách chuỗi thôi, thì chuỗi 2 này, chuỗi 3 này, chuỗi 1 này. Chấm search string sẽ bằng vị trí đầu tiên này. Đấy, mình sẽ lấy giá trị từ đâu đến đâu này nha. Start index và kết thúc bằng sử dụng độ dài đây. Bằng 1 này. Chấm này. Dài trừ cho độ dài của 2 thôi. Đấy. Tương tự này chuỗi 1 này. Bằng chuỗi 1 này, chấm trên này. Chuỗi 2 này, chấm này. Đấy. Đấy, các bạn cùng nhìn lại và ôn lại xem nhé, là phải đúng nhé. Mình sẽ bắt đầu in ra hai chuỗi này. Mình sẽ chạy ra để kiểm tra xem kết quả đúng nhé. Đây, hai chuỗi trước khi biến đổi là chuỗi 1 là xin chào, chuỗi 2 là hello này, hai chuỗi sau khi biến đổi này hello xin chào. Đấy, đúng chưa? Đây, các bạn ôn lại nhé, xem lại toán này thôi. Ok, thế là hết phần bài tập về đó đối giá trị về chuỗi và số này ha. Thì mình cũng ôn lại các bạn. Thì trong phần này thì mình với các bạn đã sử dụng hoán đổi hai số này, sử dụng thêm biến thứ 3 thì nó đơn giản hơn. Một biến thì lưu giá trị, rồi biến thứ 2 thì gán vào biến thứ nhất thôi. Biến thứ nhất thì gán vào số 2, rồi thứ 2 thì gán vào bản tạm là được. Phương pháp thứ 2 là không sử dụng biến thứ 3 thì cái này mình sử dụng hai toán tử cộng và trừ, hoặc là sử dụng toán tử nhân và chia, nó tương tự này thôi. Đấy, các bạn hãy xem lại cái toán này nhá. Và dùng là gộp hai chuỗi thành một chuỗi. Cái lượng nó vào thứ nhất, đấy, con đổi chuỗi. Đấy, cũng qua 3 bước như thế này. Các bạn cùng xem và thực hành lại nhé. Có gì không hiểu thì comment và nói mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn bài tập sau nhé.